hình ở chợ Long Xuyên thì tiện thể đây mình cũng ghi hình ở bến phà cho bà con mình xem. Bến phà từ ngày xưa tới bây giờ thì không biết là có còn hoạt động không? Cô dạ không. Chú bây giờ xà bây giờ còn hoạt động không vậy chú? Ít lắm. Lâu lâu chạy một chuyến chứ không có chạy thường. Cũng còn nhưng mà lâu lâu. Dạ. Tại ít khách quá hay sao chú ha? Ít khách. Dạ. Rồi những chuyến đò ngang nhỏ nhỏ đó mình đưa qua bên ông Hổ vậy? Không, nó đưa ngang đây nè. Đưa ngang qua cổng đó đó. Dạ. Còn có qua. Dạ dạ. Rồi thôi con cảm ơn chú đi xuống với phà chứ với đò chút xíu. Cầu phà đó rồi cũng có cái bến để cho bà con mình rửa nè đó. Cho nên là mấy con cá nó ở dưới này đó, có cái bến để mình rửa rau củ rồi cũng tiện quá trời ha. Bởi vậy cho nên là mấy con cá phóng sinh nó cứ ở quẩn quẩn đây để nó ăn nè, nó không có đi đâu hết trơn đó. Thì sau một hồi mình cũng đi được xuống tới được cái bến là cảng phà Ô Môi. Những chiếc đò ngang này là những chiếc đò nhỏ nhỏ này là đưa bà con mình đi về chợ nổi, chợ nổi Long Xuyên. Rồi cũng có nhiều ghe bán hàng nè, bà con mình cũng mua về chuyên chở đi. Đó, cũng tiện quá ha. Cái này về đem lên chợ đầu mối hả em? Lên giữa. Dạ, lên giữa. Dạ. Mấy ghe này là chắc là bán hàng ở chợ đầu mối. Rồi bây giờ tan chợ thì về đây cũng bán cho bà con mình để có những xe chở đi nè. Hay hoặc là hàng trên xe xuống gì nè. Này hàng trên xe xuống. Đó. Phía trước màn hình mình thì đó là bến phà An Hòa. Đây là bến phà Ô Môi nè, còn bên kia là bến phà An Hòa nè, đưa bà con mình qua chợ mới đó cả nhà. Long Xuyên chợ mới đó. Mấy cái ghe bán đồ. Đây, có mấy ông anh mình đang ngồi câu cá này, câu được nhiều chưa anh ơi? Đó, cái này là Khương Tử Nha nè, ngồi câu thời câu giận. Ví dụ mà có dính thì ở đây mình câu được cá gì anh? Cá chép. Vậy hả, cá chép hả? Chứ không có cá tra đâu ha anh. Ồ. Trời vậy chứ nó dính cũng vui lắm nha, nó kéo. Có khi nào mà câu dính cá chốt không anh? Xong mình vậy mà không có cá chốt nha. Đó đằng kia là chợ Long Xuyên đó cả nhà. Một dãy xanh xanh đó là chợ Long Xuyên, hồi nãy mình cũng vừa đi qua đó xong rồi mình qua đây đó. Còn đây là dòng sông Hậu nha cả nhà ơi. Bến phà Ô Môi. Đó có những chiếc ghe nhỏ nhỏ cũng chở bà con mình đưa qua bên kia cồn bỉnh. Bên đó kêu là cồn hay cù lao anh? Ở bên này nè. Cồn, dạ. Ở cù lao ông Hổ là khác ha. À. Đó. Cái này ghe này chắc chở bà con đi chợ nổi đi quá. Đi chợ nổi về đó. Chèn ơi, có quay phim chào đón luôn. Giờ ở đây mình bến phà mình chạy ít quá cũng buồn quá ha. Đây đoàn đi du lịch chợ nổi.
soi chứ còn chị chứ còn hết kỳ anh bé không được á, còn chị. Anh mình mới vừa đi du lịch Chợ Nổi về ha anh. Còn chị không? Dạ em tưởng đi Chợ Nổi về em tính hỏi thăm coi Chợ Nổi giờ vui không. Bây giờ là hết vui rồi. Giờ hết vui là trưa rồi, hết vui rồi. Đang làm YouTube đi. Em đang làm YouTube. Yeah. Bởi em mới nói cái đoạn du lịch để đâu mà tự nhiên giờ có YouTube đứng đây cầm máy chào đón đây nè. Cái này là tình cờ mà cũng đủ duyên anh ha. Xin chào khán giả đang xem khán giả trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Trên kênh gì? Ấm áp miền Tây. Dạ Ấm áp miền Tây. Dạ. Từ Bình Định á, Bình Định vô. Dạ Bình Định vô rồi mình còn đi tham quan du lịch đâu nữa anh? À, chưa. Mình có qua bên quê hương Bắc Tôn chưa? Rồi qua chụp hình rồi quay chiếc máy bay rồi rồi ha. Đó. Rồi có qua bên nhà thờ thiếu niên của bác không? Dạ, đền thờ nhà thờ thiếu niên. Đúng rồi. Trời tiếc quá trời luôn, phải mình qua bển gặp cái đoàn vậy mình quay là vui. Mấy lần trước mình qua mình quay là mình đi có mình à. Không phải ngày lễ đi có mình à, cũng vắng. Rồi thôi chúc đoàn mình đi hành hương du lịch thật vui ha. Dạ xin chào. Về coi. Cô đây là bên YouTube á. Dạ bên YouTube Ấm Áp Miền Tây. Ấm Áp Miền Tây. Dạ Ấm Áp Miền Tây. Là nó lên liền. Dạ gõ là Ấm Áp Miền Tây là coi là có hết. Dạ. Dạ dạ. Cái này ngày mai em mới cho chiếu lên TV ha. Cái này ngày mai em cho chiếu lên TV có lên TV. Rồi. Để thôi. Chào tạm biệt cô. Rồi hẹn gặp lại nha. Gặp lại nha. Rồi bye bye nha. Chúc đoàn đi chơi vui vẻ nha. Trời dễ thương quá. Cái này là tình cờ cả nhà ơi, tình cờ mình quay Bến Hậu môi thì gặp mấy anh chị đi du lịch ở trong đoàn nè. Đây thì cũng là một chiếc đò nữa nè, đưa bà con mình trở qua bên Long Xuyên nè. Đó, vui quá cả nhà ha. Cũng này cũng lâu lắm rồi, bây giờ mình mới trở lại bến phà này một lần. Đó. Ở đây thì cái cảnh sông nước thì ghe thuyền nhộn nhịp vậy đó, vui lắm. Đó, quê hương miền Tây mình là vậy đó cả nhà. Nói về vùng quê sông nước thì là có nhiều bến đò, bến phà. Thì cũng đưa cho bà con mình cũng tiện chọn hướng để mình lưu thông á. Như ở đây mình qua Cù Lao Ông Hổ thì mình đi cái bến đò này, bến phà này cũng được nè, hay là mình đi bến phà Ô Môi cũng được ha. Nhưng mà bến phà này thì bây giờ hơi vắng, bà con cũng ít đi quá, bởi vì lâu lâu mới có một chiếc phà, cho nên bà con mình chọn cái hướng đi phà Ô Môi đó, chạy phà chạy thường xuyên hơn. Yeah. Chèn ơi, ghe chở khốm quá chừng luôn nè. Ôi chèn đó. Chèn ơi, chú câu cá nè, sáng giờ được con nào chưa chú? Đó, nó ăn rồi phải không? Ê, cá chê vậy? Câu được cá gì? Đó, cái ngay chỗ đó đang bơi. Đây, không bé cho nó chạy ơi ở đây đó. Chút có dẹp chút không? Cá thả gì á? Khờ rồi. Ở đây mình câu được cá gì chú? Cá tra hả chú? Cá chép. À, cá chép. Tại khu này bà con mình phóng sinh nhiều, cá chép ở nhiều ha. Dạ. Rồi đi câu gì ta lấy cái nón ta đội. Dạ. Nói vậy thôi chứ. Mình cứ ủ vậy thôi chứ như ông sư Minh Tuệ ông đi ông đâu có đội nón đội mũ gì đâu. Ông còn đi chân không nữa. Mình chạy xe ở đây hay là mình đưa đò ở đây chú? Chạy xe qua cồn qua bên đò. Giờ chú đang chờ dạ, chờ đò. Chờ đò. Dạ. Chứ sao mình không đi vào môi đội dài quá. Chờ chạy ôm. Dạ chờ dài quá rồi đi cái đường lộ ngoài xe quá trời sợ. À rồi dạ, cho nên ở đây là phải chờ. Dạ ở đây chờ sẽ. Dạ dạ. Rồi mình cũng nhả bể luôn hả chú? Dạ bên đây. Dạ. Rồi mình cứ có hàng quá chở là mình phải đi thôi. Dạ. Hồi xưa thì ở đây cái bến phà còn nhộn nhịp vui, giờ nó cũng vắng quá hen chú ha. Dạ. Giờ chỉ còn cái đò đưa bà con đi du lịch Chợ Nổi rồi ha. Con cũng mê lắm mà con chưa đi được. Bởi vì đi đâu đi có mình là rồi cái đi Chợ Nổi là phải đi đông đông mới vui. Du lịch đó đi vậy đó. Đi có mình nó cũng buồn. Vừa hai ngày kìa, ngày chở khúc sông ngã ba này cái tàu thuyền đổ chạy qua chạy lại vui. Nhưng mà giờ nước cạn nó cũng
hơi thấp xuống đây chú ha. Nước gồng. Thôi con cảm ơn chú nha, cho chú chờ đợi đi, con cũng đi lên, nãy giờ quay cũng rồi con đi lên. Đó, coi vậy chứ mà cái bến cảng này thì hàng hóa cũng tấp nập hả cả nhà. Đó, tuy là phà lâu lâu mới có một chiếc phà nhưng mà có những chiếc đò nhỏ đó cũng đưa bà con mình cũng xuất bến liên tục luôn hả. Giờ cũng đông vui vậy đó cả nhà, nhộn nhịp nhộn nhịp vậy đó. À, đồ này mình chở về đâu anh? Lên bờ. À. Quay con. Dạ dạ. Đó cũng tấp nập vậy ha. Hàng quá cứ luôn chuyển tấp nập vậy đó cũng vui quá trời luôn. Dạ. Đi theo có tích bên tại không? Trời ơi, em đi nổi mới sợ, em đi nổi giờ này đâu có đứng đây. Chở xe đồ không ăn. Thiệt luôn hả? Chứ ổng làm gì ổng ăn hết rồi mà chở nổi đổ thừa. Mừng năm lần mừng, mừng đó, năm sẽ đổ. Đó rồi đổ thừa ổng nữa. Ổng rồi cứ khất thực có miếng với lại một hai chai nước hay xong rồi. Thì mình theo mà đang ké chứ ổng. Đó đổ thừa ổng thấy không? Cái đổ thừa thấy không? Ké vô không? Đi sao nổi. Người ta đi ra tới miền Trung, miền Bắc, ở ngoài mịn đó đi bơi sao nổi. Mình vòng vòng cái An Giang còn không xong nữa. Thì xem ta theo. Còn để cho bà con mình sinh hoạt những cái ghe chở khách đi du lịch rồi vậy thôi, với lại những cái ghe chở khách nhỏ thôi, chứ còn bến phà thì lâu lâu mới có một chiếc phà, lâu lâu mới có một chiếc chứ không có thường xuyên, cho nên là vì vậy mà ít có người chọn đi cái hướng phà này. Từ mấy năm trước rồi đó cả nhà, cũng có nhưng mà rất là lâu mới có được một chiếc phà đó. Còn trước màn hình mình đó thì là phà An Hòa. Đó, phà An Hòa từ thành phố Long Xuyên mình qua bên chợ mới đó. Mình phóng sinh đó là cho nên là thả là cá nó cỡ quẩn đây thôi. Vui ha, thật nhiều ý nghĩa và luôn an lành trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình vào những video sau nha. Xem video, hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.